Ok nha mọi người, thì bên em ngày hôm nay mình sẽ hướng cho mọi người tô màu bức tranh bằng cát như thế này nha mọi người. Đó, ok, đây là bức tranh ngày hôm nay mình sẽ tô nha mọi người. Đây là số cát ngày hôm nay mình đã chuẩn bị để mình tô nha. Ok nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu tô nha mọi người. Mọi người cùng đón xem mình tô nha. Thì mình sẽ gỡ miếng giấy này ra trước nè. Nhưng mà nó có dẫn cho mình tô nha mọi người, mình chỉ việc mình đang tô theo thôi nha mọi người. Mọi người muốn thì mọi người có thể tô màu khác mọi người nha, không nhất thiết phải giống năm này nha. Tôi có làm trước. Tô màu xanh nha mọi người.